Chào anh em đã trở lại với channel của mình. Trong series về phần cứng máy tính laptop thì hôm nay mình xin đập hộp, gọi là đập hộp cũng không đúng, gọi là cùng nhau thảo luận một chiếc cả màn hình giá rẻ, rẻ thối rẻ nát, chỉ có 300.000 đồng, nhưng mà nó làm được những gì. Thì em không thể nghĩ được một chiếc cả màn hình trong năm 2018 mà nó chỉ giá chỉ rẻ như vậy. Đây, cái đây là giá của em nó đây, 301. Thì thực ra đập hộp không đúng, cái này mình đã mở ra để kiểm tra trước khi thanh toán. Đây là chiếc các màn hình. Tại sao nó rẻ như vậy ạ? Tại vì đây là chiếc các màn hình cũ. Wow. Đây là chiếc các màn hình GTX 650. 650 thôi nha, không có TI. Con nó cực kỳ rẻ, rẻ thối, rẻ nát, không thể nào ấy hơn. Nhưng các bạn nhìn kỹ nè, đây là chiếc cả màn hình cũ đã qua sử dụng. Và cực kỳ rẻ. Nhưng mà ngoại hình của em nó này, qua thời gian sử dụng rất là lâu rồi, bụi bám đầy đây. Thì cái nguồn của những cái chiếc cạc này đâu ra? Anh em có tự hỏi là nó có phải là từ trong cái dàn trâu cày không? Ra hay không? Xin thưa rằng những cái cạc này là chiếc cạc không ai mang đi cày cả, không ai mắc vào trâu cả. Tại vì nếu dù cho các bạn cày ngày này qua ngày khác, cả năm này qua năm khác bằng những chiếc cạc này thì hoàn toàn không thể đào được một con nào hết. Những cái nguồn cạc này nó ở những cái quán net sau khi đã hoàn vốn, họ thanh lý và bán ra ngoài thị trường, nó phải sử dụng tầm 3 năm rồi. Đây các bạn có thấy sự qua thời gian này. Nhưng mà mức giá 300.000 đồng thì chúng ta không thể đòi hỏi hơn được. Những cái cạc này nó còn hỗ trợ cổng VGA, đó chung mấy màn hình đời cũ, cổng HDMI, những màn hình đời mới hoặc TV, cổng hai cổng DVI luôn. Đó. Và ở phía dưới này thì chúng ta có một đống tem của nhà phân phối. Với mức giá này thì chúng ta làm được những gì với nó? Hãy cùng mình trải nghiệm nhé. Mình sẽ ráp em nó. Đây là một cổng PCI Express. Mình cùng gỡ nó ra. Cái này không cần thiết, cho nó vào xó đi. Trước khi lắp chúng ta cũng nên vệ sinh cái cổng bằng cách xịt RV7 hoặc cái rửa men này vào để nó làm sạch đi. Hãng Acebel sản xuất cái nguồn này và công suất của nó tối đa chỉ có 170W thôi. Mình sẽ tiến hành thay cái nguồn này để đảm bảo hơn cho cái hệ thống này hoạt động. Mặc dù nguồn này là nguồn máy bộ rất cực kỳ đó, chắc chắn và nặng, không phải như các cái nguồn no name như trên thị trường, mình phải thay thôi. Chúng ta có nên sử dụng nguồn công suất thực nha. Đây nguồn này, công suất thực có cái mã serial number này, quản lý này, thân cây, và cái nguồn nó rất là nặng. Nhưng mà công suất của nó chỉ để công suất tối đa là 280W thôi nha, vẫn đủ gánh nổi cái cạc này. Riêng cái phần nguồn này, cáp nguồn này, một cái nó có hai đầu, một đầu thì chúng ta cắm vào cái cổng nguồn để cấp nguồn phụ cho nó, một cái đầu còn lại thì mọi người nên lấy băng keo bịt lại, tránh trường hợp nó chạm vào các vật bằng sắt nó gây chạm nha mọi người. Mình đã test game Dota 2 ở chế độ Medium setting thì FPS đang đạt được khoảng 98, có lúc nhảy đến 100 và cũng đang combat nha các bạn, hiệu ứng rất là nhiều. Thì may mình nghe độ phân giải là Full HD thì các bạn có thấy rõ ràng là cái khả năng đáp ứng của nó đối với những cái game mà
Xbox này thì rất là tốt. Kể cả LOL thì các bạn cảm thấy là nó sẽ chạy cực kỳ là mượt. Tại vì Dota 2 này yêu cầu cấu hình cao hơn là LOL nhé. À, tem mình lắp. Đây, FPS đang là 110. Ở đây mình lắp cấu hình là chip CPU Intel G2020. Đó là một chip dual core đời cũ của Intel và RAM đang là 4GB. Chạy chip H61. Thì anh em có thể lắp các cái bộ CPU mạnh hơn thì sẽ cho cái trải nghiệm tốt hơn nha mọi người. Nguyên con cạc nó không giải quyết nguyên một vấn đề về cái hiệu năng của máy được, mà phải cả CPU RAM kết hợp lại thì nó sẽ cho trải nghiệm tốt nhất. Cứu bồ đấy. Đấy, nhưng như combat chúng ta vẫn đạt được FPS là 90, hoàn toàn là không có sự lắc giật. Đây đang ở chế độ medium setting. Nếu mình tăng lên best setting thì FPS tụt xuống chỉ còn khoảng 51-52. Nhưng mà hoàn toàn không có sự lắc giật. Chạy đầu cho thoát. Không chết à? Đây là xong phần giải trí. Còn về phần làm việc thì mình sẽ thử render video bằng Adobe Premiere phiên bản 2017. Ở đây mình có một đoạn clip dài khoảng 6 phút Full HD. Và chiếc card này là chiếc card đồ họa tầm thấp nhưng mà nó vẫn có nhân CUDA cho nên hỗ trợ render video bằng Premiere cũng khá là tốt. Ở đây mình sẽ render thử cái video này xuất ra. Mình export này. Mình để chế độ là Full HD luôn. Mình xuất ra. Target bitrate mình để là 10 ha. Và cái phần mình sử dụng view maximum render quality, tức là để chất lượng cao nhất. Và sau đó mình ấn export. Mình render thẳng bằng Premiere luôn. Và tốc độ render video rất nhanh, khoảng 6 phút 23 giây cho 6 phút clip. Chỉ có chèn âm thanh, chèn một số cái đoạn clip nữa, cắt nhỏ. Và bây giờ chúng ta sẽ có thể nghe tiếng hú của máy. Thì thực ra render thì render finish thì chủ yếu là độ mạnh của CPU. Ở đây nó ăn hết toàn bộ CPU. Và card đồ họa chỉ hỗ trợ một phần thôi, cho nên không quá quan trọng về card. Vậy là mình đã chia sẻ cho mọi người về sức mạnh của chiếc card chỉ có giá 300k. Nếu các bạn thấy clip này hay, hãy click like và link sản phẩm mình để ở phía bên dưới để anh em có thể tham khảo. Nhớ rằng card là card cũ đã qua sử dụng, hàng thải của quán net nhưng mà vẫn sử dụng được và chế độ bảo hành hình như là 1 tháng. Bye bye.